Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn bài móc móc túi, có thể là dáng ba lô đều được. Ở đây chúng ta trước hết vào phần móc, có nghĩa là các bạn sẽ phải làm quen với cái phần sợi dù. Ở đây sợi dù chúng ta sẽ dù 2 mm. Đây là sợi sụn lần đầu tiên mình móc, là loại sợi 2 mm, thì các bạn chuẩn bị cho mình một cuộn to và tương ứng với 200 g. Chúng ta móc sẽ có nghĩa là có thể kết hợp với da. Da thì các bạn chỉ cần một cuộn như thế này. Nhưng nếu các bạn mà móc toàn bộ, móc hết cả phần hông và lắp, thì các bạn phải chuẩn bị cho mình 2 cuộn. Và sợi dù này nó có cái nhược điểm là rất là nặng, nhưng nó lại có ưu điểm là không bị phai màu và rất là bền. Thì các bạn nếu mà xác định phần móc tất thì các bạn chuẩn bị cho mình 2 cuộn. Còn nếu chúng ta kết hợp ra thì chỉ cần 1 cuộn thôi. Và kim móc phù hợp với cái sợi dù to này là kim 3.0 mm. Đối với kim tùy nếp, các bạn khác sử dụng đầu có cán 2 đầu. Kim bình thường các bạn sử dụng cho mình đầu 4 nhé. Ở đây mình hướng dẫn cho các bạn móc là mẫu móc hoa cúc. Ở đây mình đã móc trước một mảnh đấy rồi. Đấy. Cái phần nắp là đây, nhìn như là phần nắp túi, nhưng dáng túi của chúng ta sẽ cong xuống. Dáng túi này có thể làm ba lô được, và hoặc có thể là làm, có nghĩa là làm cái túi xách tay hoặc đeo chéo đều có thể được hết. Thì đầu tiên chúng ta cứ móc cho mình cái phần này. Đây, chúng ta bước vào phần 1. Các bạn gây cho mình 100, à xin lỗi các bạn, là 50 mũi móc xích nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Thứ nhất là các bạn phải móc cho mình, có nghĩa là tay đều, không được chặt quá, không được nỏng quá nhé. Thì để cho chúng ta sản phẩm nó được đều nhau ngay từ ban đầu. Được 50 mũi, các bạn móc về chân thứ 47 đến 1, 2, 3. Chúng ta bắt đầu móc này. Ở đây móc mũi hoa cúc, chúng ta móc trực tiếp luôn. Thì các bạn quay kim móc về số 47, móc 1 này. Móc vào chân tiếp theo. Được 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, được 6 mũi này. Các bạn rút hết này. Đây, rút hết nhé. Tiếp theo các bạn móc 1 mũi móc xích này, khóa nó lại. Móc giữa hoa mai này 1 này, à hoa cúc này 1 này. Móc ria cái cạnh này này, đây là 1 tiếp. Móc cái chân đế này này 1. Tiếp theo chân tiếp này 1 mũi nữa. Móc 1 mũi tiếp theo, làm sao trên cái kim có 6 sợi. Sau đó các bạn rút hết cho mình. Đó, như vậy chúng ta đang được 2 bông hoa cúc. Ở đây các bạn nhìn thấy, có nghĩa là các bạn khóa vào 1 mũi móc xích. Tiếp theo tương tự móc vào cái chân mũi hoa cúc này 1 này. Móc ria mép này 1 tiếp. Chân này 1 này. Bên chân xích dưới 1. Chân xích tiếp theo 1 tiếp. Đã đủ 6 sợi trên cái kim. Đây. Các bạn rút hết cho mình. Như vậy chúng ta đang được 3 bông hoa cúc. Các bạn rút 1 mũi móc xích khóa vào, móc tại điểm nhụy này 1 này. Cạnh này 1 này. Tiếp theo chân 1 này. Mũi móc xích 1 này. Chân tiếp theo 1. Trên cái kim có 6 mũi, các bạn rút hết cho mình. Như vậy chúng ta kết thúc được bông thứ 4. Đây các bạn nhìn thấy.
Tiếp theo các bạn làm tương tự cho mình, nhớ là đỉnh mũi 1 này, cạnh 1 này, chân này 1 này, mũi móc xích tiếp theo 1, mũi móc xích cuối cùng nữa, đủ để được điểm 6. Sau đó các bạn rút hết, thì đó là cách móc mũi hoa sao. Hoa sao hoặc là mũi hoa cúc, ở đây gọi là móc mũi hoa cúc. Thì cách làm tương tự như vậy thì các bạn hoàn thiện cho mình đến cuối hàng nhé. Đi đến cuối hàng thì các bạn nhìn thấy ở đây mình đang được kết thúc 22 cái bông hoa cúc. Thì các bạn khóa vào một mũi xích. Sau đó các bạn này móc cho mình vào cái chân cuối cùng này một mũi này, móc nửa kép nhé. Đây, một mũi móc nửa kép là mũi quấn vào và được 3 sợi thì các bạn rút hết. Như vậy chúng ta vừa hoàn thiện xong hàng đầu tiên, hàng số 1. Các bạn đếm như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bông hoa cúc. Các bạn cùng đếm với mình cái miếng này: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Như vậy bông hoa cúc của chúng ta đang được hoàn thiện xong hàng số 1, 22 bông. Đây mình đang được nửa bông thôi, còn nửa bông còn lại là chúng ta phải móc cho nó được kín đầy. Đây các bạn cùng nhìn thấy nó được đầy hàng trên. Thì chúng ta bước sang hàng số 2. Hàng chẵn giống nhau, hàng nẻ giống nhau. Vừa rồi là hàng đầu tiên là móc được nửa dưới, còn nửa trên là hàng số 2. Tiếp theo các bạn lên cao 1 xích này, 2 xích này. Các bạn đảo trở lại như thế này cho mình. Các bạn nhìn này, quấn sợi này, móc chúng ta móc mũi nửa kép. Các bạn quấn sợi này, đưa vào cái lỗ tròn này, tròn đỉnh của cái bông hoa cúc này. Các bạn móc vào đó một mũi nửa kép này, là mũi quấn sợi được 3. Các bạn rút hết để được 1 này. Quấn tiếp, móc vẫn vào cái chân đó được 3, rút hết. Có nghĩa là mỗi một cái chân rỗng này chúng ta phải móc 2 cái mũi móc nửa kép vào tại cái chân đó, để cho nó đủ được cái đầy phần bông hoa cúc. Đây các bạn nhìn thấy. Tiếp theo tương tự các bạn lại móc cho mình giữa vào cái bông hoa này, cái trụ tròn rỗng như này, chính chỗ này là 1 này, 2 này. Tiếp theo cũng giữa vào đó 1, 2. Có nghĩa là mỗi một cái chân giữa đỉnh của bông hoa cúc này các bạn móc vào đó 2 mũi nửa kép. Đây, các bạn nhìn thấy nó sẽ được đều sản phẩm và thẳng. Và lật sang bên đây thì bông hoa của chúng ta nó được tròn. Cứ như vậy các bạn hoàn thiện cho mình đến cuối hàng, thì đó là cách móc của hàng số 2. Đi đến cuối hàng các bạn nhìn thấy mình móc đủ được 2 mũi vào một đỉnh của bông hoa cúc. Kết thúc các bạn móc cho mình một mũi nửa kép vào mép ngoài cùng của sản phẩm. Và từ đây các bạn chú ý là cứ đến cái phần mép ngoài này thì các bạn móc cho mình vào cái đỉnh này, ở mép bên cạnh này, một mũi nửa kép để chúng ta kết thúc của một hàng. Và chúng ta kết thúc hàng số 2. Bước sang số 3 nó lại giống hàng số 1, nhưng chúng ta nó sẽ như nó có nghĩa là sẽ thêm xích như sau. Các bạn đảo sợi trở lại ngay cái nút mà chúng ta kết thúc, không móc xích trước mà chúng ta phải đảo sang để cho chúng ta dễ lấy sợi khi chúng ta móc bông hoa cúc. Móc 1 này, móc 2 này, móc 3 mũi này, 3 mũi xích này. Móc kim và chân đầu tiên, chân thứ 2 được 3 này, chân thứ 3 này, chân thứ 4 này, chân thứ 5 này. Các bạn nhìn chú ý này, đây nhá, như thế này đã ngắt được một cái bông hoa cúc rồi. Có nghĩa là khoảng cách kết thúc của một bông hoa cúc thì như vừa rồi mình hướng dẫn là nên cao 3 xích. Có nghĩa là ngoảnh sang bên này rồi chúng ta mới móc 3 xích vào ngay, móc ngay vào chân đầu tiên, thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5, được 6 sợi như mình đã hướng dẫn ở hàng dưới. Thì các bạn rút hết vào. Nhớ là bây giờ từ cái hàng số 3 này nó sẽ giống hàng số 1. Thì các bạn phải chú ý là khi bắt đầu của cái hàng này thì nhớ rõ chỗ này để chúng ta móc các hàng sau nhé. Các hàng 5, 7, 9, chấm chấm chấm. Kết thúc các bạn móc một mũi móc xích vào đây. Tiếp theo móc vào đỉnh này, móc vào bên cạnh này, giống như ở dưới, bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ đây nó sẽ y hệt như hàng đầu tiên. Được 6 này, các bạn rút hết này.
móc một móc xích này, tiếp theo móc vào đây, đỉnh này, bên cạnh này, chân này, mũi bên cạnh tiếp, mũi tiếp theo được 6 là đủ, chúng ta sẽ khóa lại một mũi móc xích. Thì đó là cách móc bông hoa cúc nửa dưới giống hàng đầu tiên. Thì đây là cách móc cơ bản nhất, thì các bạn chú ý lắng nghe để chúng ta hoàn thiện các hàng sau. Nhớ là điểm đầu móc như thế nào và điểm cuối móc thế nào, thì tất cả các hàng nó phải giống nhau để cho 20 mép sản phẩm chúng ta được thẳng hơn. Các hàng chẵn giống nhau, hàng này giống nhau. Chúng ta đang móc hàng số 3 giống hàng đầu tiên, thì các bạn kết thúc đến cuối hàng nhé. Đi đến cuối hàng thì các bạn nhìn thấy đây, ở đây mình đang được 5 này, thì cái mép ngoài cùng này của chúng ta có một mũi nữa để đủ được 6, 3, 6. Các bạn khóa lại và móc một mũi móc xích để khóa cái bông hoa cúc của chúng ta. Sau đó móc vào mép ngoài cùng ở đây bằng một mũi nửa kép. Nó cái mũi này nó ở sát mép bên ngoài, ở bên dưới, các bạn nhớ móc như vậy, nên một mũi móc nửa kép để chúng ta kết thúc hàng số 3. Bước sang số 4, các bạn đảo trở lại, móc 1, móc 2 mũi móc xích. Tại cái đỉnh của bông hoa này, các bạn móc cho mình 2 mũi nửa kép như mình đã hướng dẫn ở hàng chẵn, hàng số 2. Mỗi một cái chân trụ này, các bạn móc cho mình 2 mũi nửa kép. Thì đó là cách móc của hàng chẵn. Các bạn chỉ cần chú ý ở điểm đầu và điểm cuối như thế nào thì chúng ta phải móc cho mình y hệt như vậy. Các bạn phải chú ý để các hàng chúng ta được đều nhau vào hai bên mép. Bởi vì hàng cái mặt này chúng ta móc rồi, còn còn một mặt nữa thì các bạn cũng phải móc cho mình y hệt. Như thế thì hai sản phẩm chúng ta mới được đều nhau. Thì phần còn lại các bạn hoàn thiện nốt cho mình. Nhớ là hàng chẵn giống nhau, hàng nẻ giống nhau, hàng số 3, hàng số 1, hàng số 3 giống nhau, hàng số 2, số 4 giống nhau. Ở đây mình móc mẫu cho các bạn hai hàng, hai cái cụm bông hoa cúc. Đây là một cụm, đây là hai. Thì phần còn lại các bạn hoàn thiện nốt cho mình. Và các bạn móc cho mình như sau. Móc 1, móc 2 rồi nhá. Móc 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn móc cho mình 7 này, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Như vậy chúng ta kết thúc của 8 hàng móc bông hoa cúc nhá. Các bạn nhớ cho mình dừng, hẹn gặp lại các bạn xong hàng số 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Để mình hướng dẫn cho các bạn tiếp theo cái phần chiết hai bên lát như thế này nhé. Thì mình hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Mình kết thúc phần 1 tại đây.